Đến với video ngày hôm nay, mình xin gửi tới toàn thể các bạn một mẫu bàn tay của một nữ giới sinh năm 1987, đó là tuổi Đinh Mão, năm nay 37 tuổi, ngũ hành sẽ thuộc hỏa. Trước khi phân tích mẫu bàn tay này, chắc sẽ có nhiều bạn thắc mắc là tại sao nữ giới mà ông thầy này lại xem bằng bàn tay trái? Người xưa người ta hay nói đó là nam tay trái và nữ tay phải. Như tại sao lại xem bằng tay trái? Kính thưa rằng tay trái và tay phải của mỗi người đều có một tay trong đó sẽ là có nhiều đường chỉ hơn, và các đường chỉ nó sẽ chi tiết hơn, đậm hơn. Vì thế mình sẽ căn cứ vào cái bàn tay nào đường chỉ nhiều nhất, chi tiết nhất, đậm nhất, rõ nét nhất để đưa vào phân tích, chứ không theo cái quy luật là nam tay trái, nữ tay phải như người xưa. Vì thế nó sẽ tìm được cái độ chính xác rất là cao. Còn các bạn có thể nghe ở ông thầy nào hay ở đâu đâu đó nam tay trái, nữ tay phải, thì các bạn có thể xem theo cách đó. Nhưng mà mình thấy theo kinh nghiệm của mình bấy lâu nay, xem cho mấy chục ngàn bàn tay, thì cái đó không chính xác bằng cách xem bàn tay nào có những đường chỉ nét hơn, chi tiết hơn và rõ hơn. Và mình sẽ bắt đầu đi phân tích những đường chỉ trong mẫu bàn tay này. Chủ nhân mẫu bàn tay qua cuộc trao đổi có chia sẻ thật với mình là hiện tại đang kinh doanh trong ngành nhôm kính vật liệu. Đấy, đã kết hôn rồi, lấy một người chồng sinh năm 1975, cũng là tuổi Mão, đó tuổi Ất Mão, năm nay 49 tuổi, mệnh là mệnh Thủy. Xét sơ qua thì ta thấy về hàng thiên can địa chi thì tuổi Đinh Mão 87 với tuổi Ất Mão thì không có sự xung khắc gì cả. Một người nữ vợ thì sẽ là mệnh Hỏa, chồng sẽ là mệnh Thủy. Hỏa Thủy, thủy sẽ là khắc hỏa, nước sẽ dập lửa. Nhưng mà được cái đó là cái ngũ hành thủy sẽ là người nam giới, tức là chồng, chồng khắc vợ, chồng nói được vợ. Chính vì thế, nhờ cái sự khắc này nó khiến cho công danh sau này sẽ thành đạt thăng tiến và có thể trở thành người giàu sang phú quý sau này. Còn cách xem tuổi, nếu mà ngũ hành vợ khắc chồng, ví dụ vợ là mệnh thủy nhé, mà chồng thì mệnh hỏa, sẽ vô cùng xấu. Nó sẽ ảnh hưởng rất xấu đến sau này, khiến cho kinh tế bạc nhược, làm ăn thất bại, rồi rất dễ xảy ra chuyện hôn nhân đổ vỡ. Đó là cái quy luật khi xem về ngũ hành cho tuổi tác vợ chồng. Khi ta quan sát kỹ mẫu bàn tay này, ta sẽ phân tích đầu tiên đó là đường chỉ sinh đạo. Cái vị trí mình khoanh đây, mọi người có thấy rõ không? Mọi người có thấy điều gì đặc biệt ở đường chỉ sinh đạo này? Vị trí đầu đường chỉ sinh đạo, vị trí mình khoanh tròn màu đỏ đây, mọi người thấy không? Tại sao vị trí đầu đường này, cái vị trí khởi nguồn xuất phát này nó lại mờ lạt đến như vậy? Nó không có đậm mà nó rất là mờ. Đây là một dấu hiệu nói lên xuất thân của chủ nhân mẫu bàn tay này rất vất vả. Bước ra đời hai bàn tay trắng chả có gì. Sống trong một hoàn cảnh gia đình chỉ ở cái mức trung bình, nhiều khi dưới trung bình nữa. Họ vượt khó, đi lên từ khốn khó. Vì thế khi ta xem tay cho ai, ta thấy cái vị trí đầu đường sinh đạo này mà nó lu mờ, nó không có được đậm. Đấy, mọi người thấy không? Vị trí khoanh tròn màu đỏ này nó rất là lu mờ, không được đậm. Và nó rất khác xa so với vị trí khoanh tròn màu xanh này. Đấy, mọi người thấy không? Đấy. Hoặc ở vị trí đầu đường sinh đạo vừa mờ lại xuất hiện rất nhiều vết cắt nhập nhằng, thì ta sẽ khẳng định ngay đó là chủ nhân mẫu bàn tay đó xuất thân rất vất vả. Cuộc sống đi lên bằng hai bàn tay trắng, chứ không phải được sinh ra trong một gia đình quyền quý đầy đủ, được cha mẹ lo lắng chu toàn tất cả mọi thứ. Và khi hết cái đoạn lu mờ đó, đường chỉ sinh đạo vị trí mình khoanh đây bắt đầu nó đậm này, nó đậm cho tới gần cuối cổ tay luôn. Đấy, mọi người thấy rõ không? Đường chỉ sinh đạo giai đoạn nào nó đậm, rõ nét, chi tiết, sắc nét sẽ báo hiệu chủ nhân mẫu bàn tay vào thời gian đó, thời điểm đó chất lượng cuộc sống sẽ đi lên, kinh tế sẽ khá, sẽ no đủ về cơm ăn áo mặc cũng như vật chất kinh tế. Thì đây, mẫu bàn tay này từ khoảng từ ngoài 20 tuổi đổ ra đấy, khoảng này là bắt đầu là kinh tế bắt đầu là làm ra này, bước ra đời thì rất là sớm này, biết làm nó kinh tế này, lo lắng này, tiền bắt đầu là vô này. Ta cũng để ý, ta thấy là có mấy cái đường chỉ hướng lên này. Một đường chỉ hướng lên, hai đường chỉ hướng lên rất lớn này. Đó là đường chỉ tài đạo. Đó là dấu hiệu mẫu bàn tay này làm được rất nhiều tiền, kinh tế sẽ rất là khá.
và chất lượng cuộc sống đi lên. Và cuộc đời của mẫu bàn tay này không bao giờ phải lo về cơm ăn áo mặc cũng như tiền tài vật chất. Đấy, họ cứ mong muốn mong cầu là sẽ được, bởi vì họ là người có năng lực rất tốt, biết làm ra đồng tiền và có một cái đầu óc vô cùng nhạy bén. Những cái đường chỉ tài đạo nó xuất hiện rải rác trên mẫu bàn tay này, ta phải thực sự tinh mắt mới nhìn thấy rõ. Đấy, bởi vì rất nhiều người đường chỉ tài đạo xuất hiện rất rõ và chi tiết, nhưng cũng rất nhiều người đường chỉ tài đạo xuất hiện chỉ hơi mờ thôi. Vì thế ta phải thật tinh mắt mới học được cái khoa xem chỉ tay này. Mọi người thấy không? Đều là những nhánh đường chỉ hướng lên, và hầu hết không có một đường chỉ hướng xuống nào trên đường chỉ sinh đạo này. Đây là một dấu hiệu vô cùng may mắn. Và khi ta quan sát kỹ nữa, về cuối đường chỉ sinh đạo, ta lại thấy kết thúc bằng một dấu X. Đấy, mọi người thấy không? Một dấu X. Trong sách xem chỉ tay bí truyền, người ta có nói là người nào kết thúc đường chỉ sinh đạo bằng một dấu X, đó sẽ là dấu hiệu nói lên có một cái hậu vận thật sự là tươi đẹp, cuối đời sẽ có nhiều của cải và phần lớn sẽ được nhờ về con cái sau này. Con cái của họ sẽ học hành tới nơi tới chốn, sẽ công thành danh đạt và họ sẽ rất được nhờ cậy về phần con cái. Mọi người thấy không? Chỉ một cái dấu X kết thúc ở cuối đường chỉ sinh đạo thôi, nó đã phản ánh hai yếu tố. Đó là chủ nhân mẫu bàn tay này có một hậu vận rất sung túc và con cái của họ sẽ rất là ngoan ngoãn và thành công, và họ sẽ được nhờ về con. Đây thực sự là một dấu hiệu vô cùng may mắn mang lại cho chủ nhân mẫu bàn tay này. Và ta sẽ đi tìm hiểu thêm, đó là đường chỉ trí đạo. Cái đường chỉ này vô cùng quan trọng, nó phản ánh về tư duy, độ chính xác, tinh thần của họ có là người giỏi tính toán hay không, có tài quản lý hay không, có thông minh hay không, và có mưu kế sâu hay không. Đường chỉ trí đạo này rất đậm, sâu và rõ. Đấy, mọi người thấy không? Nó kéo dài tới tận gò thái âm rồi dừng. Đấy. Nhưng nếu ta để ý kỹ thì cái vị trí cuối này nó hơi mờ nhé. Nó hơi mờ so với cái vị trí đầu. Mình chia làm hai này. Đây là vị trí số 1 này. Còn đây là vị trí số 2 này. Đấy, vị trí số 2 mình khoanh tròn nó sẽ hơi mờ. Mọi người có thấy rõ không? Ừ, nó hơi mờ. Đó cũng là dấu hiệu suy thoái về vấn đề trí não, đầu óc, dễ mắc các chứng về đau đầu, các bệnh về huyết áp, các bệnh về thần kinh, trí nhớ sẽ kém, và các bệnh về phụ nữ, phụ khoa của chủ nhân mẫu bàn tay này. Nhưng cái mốc bị lu mờ nó rơi vào khoảng cuối thì sẽ nói lên từ tầm ngoài 50 tuổi đổ ra là mẫu bàn tay này sẽ bị suy thoái này, về các bệnh về đầu óc này, huyết áp này, đau thần kinh này, trí nhớ kém này, các bệnh về phụ nữ phụ khoa này. Vì thế các bạn nào mà sở hữu đường chỉ trí đạo về cuối bị lu mờ phải hết sức cẩn thận. Nhiều người cái dấu vị trí số 2 này nó lu mờ quá, rất dễ xảy ra các chứng bệnh về đãng trí này, rồi về già hay bị lú lẫn. Hết sức phải lưu ý vấn đề này. Nhưng nhìn tổng quan lại, mẫu bàn tay này có một cái đường chỉ trí đạo tương đối tốt ở giai đoạn đầu, thể hiện là người minh mẫn, có đầu óc tính toán, trí tuệ thông minh. Đấy, ở giai đoạn đầu này mọi người thấy không? Rất là đậm này, sâu này, rõ nét này. Và khi ta quan sát kỹ trên đường chỉ trí đạo, ta thấy có một hình tam giác, mọi người thấy không? Một hình tam giác rất đậm nhé, rõ nhé. Đó là dấu hiệu của người hay được anh em, bạn bè ngoài xã hội giúp đỡ. Tình cờ cuộc đời của họ sẽ được gặp bạn bè ngoài xã hội một lần, hai lần mà chưa có sự thân quen từ trước, mà họ đã đưa tay ra giúp đỡ một cách nhiệt tình. Đấy, đó là dấu hiệu của người sở hữu hình tam giác trên đường chỉ trí đạo, hay được gặp quý nhân bên ngoài giúp đỡ. Đấy, chứ không phải là người trong nhà, người trong gia đình. Và nhân đây cũng nói về chuyện gia đình, thì mẫu bàn tay này thực sự là rất nặng gánh về chuyện đó. Khi làm được ra đồng tiền, họ luôn luôn phải đứng ra gánh vác, lo cho người thân đôi bên, bên nội, bên ngoại, chứ không chỉ lo riêng cho mỗi gia đình nhỏ của họ thôi. Dấu hiệu ở đâu nói nên điều này? Đó là ngay dưới cổ tay, ta thấy xuất hiện một đường chỉ chạy thẳng hướng lên đường trí đạo. Rồi nó lại có một nhánh nữa ngắt quãng, rồi đâm lên đường tâm đạo, rồi dừng. Cái đường chỉ số phận này nó sẽ phản ánh hai vấn đề.
Đấy, vấn đề thứ nhất, khi cái đường chỉ số phận này kết thúc ở ngay vị trí tâm đạo, vị trí này đây, sẽ nói lên là người rất nặng gánh gia đình. Làm được ra đồng tiền phải lo cho họ hàng, cha mẹ đôi bên, anh em người thân sẽ gặp chuyện gì đó, họ sẽ luôn luôn tìm cầu tới chủ nhân mẫu bàn tay này để nhờ vả. Vì thế mẫu bàn tay này sẽ rất vất vả vì phải lo lắng cho người thân rất nhiều. Đấy. Cả bên nội lẫn bên ngoại luôn luôn bị người thân đòi hỏi nhờ vả này kia mà không có thể nào từ chối được. Và cái dấu hiệu thứ hai đó là đường chỉ số phận này khi tới vị trí đường chí đạo nó phân ra làm đôi. Mọi người thấy không? Đấy, nó phân ra làm đôi, nó chuyển sang một nhánh khác và nó chạy hướng lên. Đó là dấu hiệu nói lên chủ nhân mẫu bàn tay này sẽ làm nhiều ngành nghề và thay đổi ít nhất phải 2 đến 3 ngành nghề một lúc. Đấy, hoặc làm song song 2 đến 3 ngành nghề một lúc để kiếm kế sinh nhai, để tạo cái thu nhập cho bản thân chứ không phải theo một ngành nghề mà kinh doanh buôn bán. Qua cuộc trao đổi, chủ nhân mẫu bàn tay có bật mí là hiện tại đang làm nghề nhôm kính và vật liệu, và mình tin chắc chủ nhân mẫu bàn tay này sẽ còn làm một hai ngành nghề nữa để kiếm thêm, chứ không phải chỉ trông cậy vào mỗi ngành nghề nhôm kính này là nguồn thu duy nhất. Và ta sẽ đi phân tích tiếp theo, đó là đường chỉ tâm đạo, vị trí mình khoanh đây, mọi người thấy không? Đây là đường chỉ tâm đạo, đấy, khoanh màu xanh đây. Đường chỉ tâm đạo này được đánh giá là đường chỉ đậm nhất so với ba đường chỉ sinh đạo, chí đạo và đường chỉ số phận. Đường chỉ này là đường chỉ đậm nhất rồi. Nó thể hiện là người có tâm tốt, luôn luôn biết hy sinh vì người khác và không muốn hại ai bao giờ cả. Luôn luôn sống rất là sòng phẳng, rõ ràng. Nhưng có một dấu hiệu đây, mọi người thấy không? Có cù lao này, có cù lao dưới đường tâm đạo này. Đó là dấu hiệu có sự xung khắc giữa vợ chồng, có sự mâu thuẫn. Nhưng cái mâu thuẫn này có dẫn tới đổ vỡ hay không thì ta phải xét đoán tới đường chỉ hôn nhân nữa. Đấy, vị trí mình sẽ khoanh tròn màu xanh đây sẽ là đường chỉ hôn nhân, mọi người thấy không? Đường chỉ hôn nhân này rất đậm, sâu và nó thẳng chứ không cong và không bị phân nhánh. Thì sẽ phản ánh họ sẽ có một người chồng chịu thương chịu khó và rất là chung thủy. Và cái sự mâu thuẫn khắc khẩu cũng chỉ dừng ở một cách qua loa chứ không dẫn tới đổ vỡ. Bởi vì sở hữu vị trí khoanh tròn màu xanh, đường chỉ hôn nhân rất đậm, sâu, rõ nét và thẳng. Nó sẽ nói lên chủ nhân mẫu bàn tay này sẽ có một cuộc hôn nhân bền chặt, lâu dài và mãi về sau này, mặc dù sẽ có sự xảy ra đó là xung khắc xô xát không đáng có, nhưng tình cảm của họ vẫn keo sơn gắn bó tới suốt đời. Đấy, đây là một dấu hiệu màu xanh may mắn cứu cánh cho chủ nhân mẫu bàn tay này đây. Còn mẫu bàn tay nào mà có cù lao tức vân hạt gạo ở dưới đường chỉ tâm đạo như này mà lại sở hữu đường chỉ hôn nhân nó lại cong vòng như này hoặc nó phân nhánh như này đấy, thì chắc chắn mình khẳng định khoảng đến 80% là cuộc hôn nhân đó sẽ không bao giờ được trọn vẹn và dễ dẫn tới cảnh chia ly, chia con, chia của. Và ta quan sát kỹ thêm một lần nữa thì ta thấy nữ chủ nhân này có một ngón cái rất lớn, mọi người thấy không? Ngón cái rất là lớn này, cái đầu ngón cái rất là to và bè ra này, thể hiện sẽ là người cầm quyền trong gia đình, sẽ là người đưa ra quyết định lớn nhất. Ông chồng của chủ nhân mẫu bàn tay này chỉ biết làm thôi, giao cho một cái công việc gì chỉ có nhảy vô làm thôi, còn việc tính toán lo vòng trong vòng ngoài, giao tế giao tiếp với khách hàng đa phần sẽ là chủ nhân mẫu bàn tay này đây, nữ giới đấy. Sẽ là người quán xuyến đứng ra tính toán lo lắng hết đây. Đấy. Vì thế muốn nhận biết ai là người gánh vác gia đình lo toan nhiều nhất, nặng gánh nhiều nhất sẽ là người sở hữu ngón tay cái vị trí đốt thứ nhất đây, lớn to và bè ra, sẽ là nặng gánh, sẽ là vất vả, sẽ là người phải mưu sự tính toán nhiều nhất. Ngoài ra mẫu bàn tay này còn có lộc về đầu tư đất đai bất động sản, bởi vì trên gò mộc tinh xuất hiện vân hình chữ điền, mọi người thấy không? Đấy, hình ô vuông này. Đó là người có lộc về đất đai bất động sản, có thể đầu tư về đất đai bất động sản để tạo ra giá trị lớn và sinh lời lớn. Nhưng mà đối với cái vân chữ điền này thì ta nên đầu tư dài hạn chứ đừng đầu tư ngắn hạn. Có nghĩa là mua một miếng đất phải đầu tư từ 3 năm, 5 năm đến 7 năm mới sinh lời. Chứ mà mua đất, đầu tư đất mà mới mua năm trước mà năm sau đòi bán ngay thì khó có thể thành công được. Vì thế có rất nhiều người hỏi mình là: "Thầy ơi, tại sao khi tôi xem video của thầy, tôi thấy thầy nói là
Dấu hiệu này nói lên là tôi có lộc về đất đai, mà tại sao tôi đầu tư vào đất đai toàn thua lỗ? Thì mình mới hỏi kỹ bạn ấy, bảo bạn đầu tư có phải mới mua được vài tháng hoặc mới mua được một năm mà bạn đã bán vội đi có phải không? Thì các bạn ấy trả lời chính xác là như vậy. Mọi người hãy lưu ý, có lộc về đất đai là một chuyện, nhưng mà có lộc lâu dài hay là có lộc ngắn hạn thì ta phải xét đoán thêm nhiều yếu tố khác trên mỗi bàn tay. Nhiều người thì có lộc mua qua lướt sóng bán ngay sang tay ngay, nhưng nhiều người phải đầu tư từ 5 năm đến 7 năm mới sinh lời lớn. Mà những cái miếng đất mà để từ 5 năm đến 7 năm thì lợi nhuận sẽ rất là cao so với những cái miếng đất mà mua qua lướt sóng một cách vội vàng. Và chủ nhân mẫu bàn tay này có đặt một câu hỏi với mình là thầy có thể xem cho tôi là mấy năm qua công việc tôi làm ăn như thế nào được không? Và tương lai tới sẽ như thế nào? Thì mình cũng xin trả lời thông qua cái bàn tay này và thông qua cái ngày tháng năm sinh. Thì mình biết cái mẫu bàn tay này từ cuối năm 2022 và sang đầu 2023 cho đến thời điểm hiện tại, công việc sẽ gặp nhiều bế tắc, nó sẽ không thuận, rất có ít đơn hàng và công việc sẽ không có được thuận thảo như những năm thời vận 2019, 20, 21 của chủ nhân mẫu bàn tay này. Công việc đã đang chậm lại, thu nhập cũng có nhưng mà nó ít đi bởi vì công việc rất ít, không có nhiều. Nhưng mà tin chắc khi bước qua năm 2023 này sang đầu 2024 thì chủ nhân mẫu bàn tay này công việc sẽ thuận lợi hơn, tốt hơn, sẽ có nhiều đơn hàng hơn và gặp nhiều may mắn hơn. Bởi vì hiện tại trong năm nay 2023 là năm 37 tuổi của chủ nhân mẫu bàn tay này đây. 37 tuổi, nữ giới thường ứng với cái sao đó là sao Kế Đô, là một ngôi sao rất xấu. Người xưa có câu Kế Đô không xô thì cũng ngã. Đấy, làm cái gì nó cũng không thuận, làm cái gì nó cũng không có như ý, tiền bạc bị thất thoát nhiều hơn là thu vô. Và người chồng thì năm nay sinh năm 1975, đó là 49 tuổi. Mọi người biết rồi đấy, hạn nam 49 sẽ ứng với ngôi sao đó, ngôi sao Thái Bạch, cũng chủ về tiền bạc bị hao tán, bị thất thoát, công việc sẽ không đâu vào đâu. Đấy, nhưng mà nhìn chung lại, bước qua năm 2023 sang đầu 2024 là chủ nhân mẫu bàn tay này sẽ lấy lại được quân bình cũng như là tiền bạc vật chất. Thôi, mình cũng xin kết thúc video tại đây. Hy vọng những điều mình vừa chia sẻ đến cho mọi người sẽ đem lại cho mọi người một cái nhìn vô cùng khách quan đối với cái môn xem chỉ tay nhân tướng học này. Đấy, nó là khoa học chứ không phải là mê tín hay là dị đoan. Có thể căn cứ thông qua những đường chỉ trên mẫu bàn tay để dự đoán về cuộc đời tương lai các bạn và chỉ cho các bạn những hướng đi đúng đắn nhất. Bạn nào thấy video thật hay, hữu ích, hãy nhấn cho mình một nút đăng ký để mình có thêm thật nhiều động lực nữa, tạo thêm nhiều video hay nữa để chia sẻ đến cho mọi người. Bạn nào muốn đặt lịch coi riêng hay muốn hỏi gì thêm, có thể nhắn tin trực tiếp cho mình qua số Zalo 0766623979. Nhận được tin nhắn, mình sẽ lên lịch coi riêng cho tất cả mọi người. Chào mọi người, hẹn mọi người vào video kế tiếp.